Cà phê và sức khỏe tim mạch, uống bao nhiêu là tốt, bao nhiêu là gây hại? Quý vị thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày là an toàn cho trái tim? Một nghiên cứu mới đây đã hé lộ rằng tiêu thụ khoảng 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương với 590-700 mẹ cà phê, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những người vốn dĩ khỏe mạnh. Nghiên cứu này được thực hiện bởi các chuyên gia từ Cao đẳng Y khoa và Bệnh viện Zidus ở Dahod, và họ đã chia sẻ kết quả tại một hội nghị uy tín ở Delhi vào ngày 18 tháng 8. Tiến sĩ Nancy Kagathara, người đứng đầu nghiên cứu, đã cảnh báo rằng việc tiêu thụ caffeine thường xuyên có thể làm rối loạn hệ phó giao cảm, từ đó dẫn đến huyết áp và nhịp tim tăng cao. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo huyết áp và nhịp tim của 92 người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18-45 khi bắt đầu thí nghiệm. Khoảng 20% số người tham gia tiêu thụ hơn 400mg caffeine mỗi ngày, tức là khoảng 4 tách cà phê hoặc 10 lon nước ngọt hay 2 lon nước tăng lực. Các chuyên gia đã phát hiện rằng nhóm này có nhịp tim và huyết áp tăng lên theo thời gian. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho rằng uống 400mg caffeine mỗi ngày không gây ra nguy hiểm, nhưng họ cũng thừa nhận rằng có những người nhạy cảm với caffeine hơn người khác. Caffeine không chỉ là một chất kích thích, nó còn thúc đẩy sản xuất các hormone gây căng thẳng như noradrenaline và epinephrine, làm tăng nhịp tim, huyết áp và thu hẹp mạch máu. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng cà phê không chỉ có mặt tiêu cực, nó còn giúp cải thiện tâm trạng và thậm chí có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Nhưng đặc biệt trong nghiên cứu này, tiến sĩ Kagathara nhấn mạnh rằng phụ nữ ở các thành phố lớn làm công việc kinh doanh và quản lý thường là những người tiêu thụ lượng caffeine nhiều nhất. Những ai uống hơn 600mg caffeine mỗi ngày đều thấy nhịp tim và huyết áp của họ tăng đáng kể chỉ sau vài phút nghỉ ngơi. Vậy chúng ta cần làm gì? Tiến sĩ Kagathara cho rằng việc hiểu rõ rủi ro mà caffeine mang lại cho sức khỏe tim mạch là rất quan trọng. Nếu bạn là người uống cà phê thường xuyên, hãy chắc chắn rằng bạn cũng tập thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh để duy trì huyết áp ổn định. Tiến sĩ Benjamin Hirsch, giám đốc khoa tim mạch dự phòng tại Bệnh viện Đại học North Shore, cũng nhấn mạnh rằng nghiên cứu này là một lời nhắc nhở quý giá. Uống quá nhiều cà phê có thể tạo áp lực cho tim, dù rằng nó có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, sức khỏe vẫn phải là ưu tiên hàng đầu, ông nói. Vậy nên, hãy cân nhắc kỹ lưỡng về lượng cà phê mà bạn đang tiêu thụ mỗi ngày nhé. Các bạn thân mến, việc thưởng thức một tách cà phê buổi sáng đã trở thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng có một số thực phẩm mà chúng ta không nên kết hợp với cà phê. Những loại thực phẩm như trái cây, họ cam quýt, thịt đỏ hay sữa có thể làm giảm khả năng hấp thụ vitamin và khoáng chất của cơ thể. Vì vậy, để đảm bảo rằng bạn đang tận dụng tối đa lợi ích từ cà phê mà không vô tình làm mất đi giá trị dinh dưỡng từ các thực phẩm khác, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về những món mà bạn nên tránh dùng chung với cà phê nhé. 1. Trái cây họ cam quýt. Khi nhắc đến việc thưởng thức cà phê, nhiều người có thể không để ý đến tác động của việc kết hợp cà phê với một số loại thực phẩm, đặc biệt là trái cây họ cam quýt. Đây là nhóm trái cây có tính axit cao như cam, chanh, quýt, bưởi. Những loại quả không chỉ có hương vị chua ngọt dễ chịu mà còn chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên kết hợp cà phê và trái cây, họ cam quýt trong cùng một bữa ăn hoặc ngay sau khi uống cà phê, bạn có thể đang tự tạo ra một cơn ác mộng cho hệ tiêu hóa của mình. Cà phê vốn đã có tính axit tự nhiên và khi kết hợp với trái cây họ cam quýt, mức độ axit trong dạ dày có thể tăng cao, dễ dàng dẫn đến tình trạng khó tiêu. Điều này không chỉ làm cho dạ dày của bạn phải làm việc vất vả hơn mà còn có thể gây ra chứng trào ngược dạ dày thực quản. Đây là một tình trạng mà axit dạ dày trào ngược lên thực quản gây ra các triệu chứng rất khó chịu như buồn nôn, đầy hơi, ợ nóng và cảm giác bỏng rát trong lồng ngực. Uống cà phê và ăn trái cây họ cam quýt cùng lúc có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, lớp bảo vệ bên trong dạ dày, khiến bạn cảm thấy khó chịu và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của GERD. Thậm chí, nếu bạn đã có tiền sử về các vấn đề dạ dày, việc kết hợp này có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, nếu bạn là người yêu thích cả cà phê và trái cây họ cam quýt,
Tốt nhất là nên thưởng thức chúng vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Hãy để dạ dày của bạn có đủ thời gian để xử lý từng loại thực phẩm riêng biệt, giúp bạn tận hưởng cả hai mà không phải lo lắng về những tác động không mong muốn đến sức khỏe tiêu hóa. 2. Ngũ cốc ăn sáng tăng cường. Ngũ cốc ăn sáng là một trong những lựa chọn phổ biến và tiện lợi để khởi đầu ngày mới, đặc biệt là những loại ngũ cốc được tăng cường vitamin và khoáng chất thiết yếu như kẽm. Kẽm là một khoáng chất quan trọng, đóng vai trò trong nhiều quá trình sinh học của cơ thể, từ hỗ trợ hệ miễn dịch đến thúc đẩy sự phát triển và sửa chữa tế bào. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen uống cà phê ngay sau khi ăn ngũ cốc tăng cường, bạn có thể vô tình làm giảm hiệu quả hấp thụ các dưỡng chất quan trọng này, đặc biệt là kẽm. Caffeine trong cà phê có khả năng làm giảm khả dụng sinh học của kẽm, nghĩa là cơ thể bạn sẽ hấp thụ ít kẽm hơn so với khi không uống cà phê. Điều này xảy ra do cà phê có thể tương tác với các khoáng chất trong thực phẩm, làm cho chúng khó được hấp thụ vào máu và sử dụng hiệu quả bởi cơ thể. Việc thiếu hụt kẽm có thể ảnh hưởng đến nhiều chức năng cơ thể, bao gồm khả năng chống lại bệnh tật, chữa lành vết thương và duy trì sức khỏe da và tóc. Vì vậy, để đảm bảo rằng bạn đang nhận được đầy đủ lợi ích từ bữa sáng ngũ cốc tăng cường, hãy cân nhắc tách thời gian giữa bữa ăn và việc thưởng thức tách cà phê yêu thích của bạn. Một cách hiệu quả là đợi khoảng 30 phút đến 1 giờ sau khi ăn sáng trước khi uống cà phê. Điều này sẽ giúp cơ thể hấp thụ tối đa các vitamin và khoáng chất từ ngũ cốc, mà không bị ảnh hưởng bởi caffeine. Bằng cách điều chỉnh thói quen nhỏ này, bạn có thể bảo vệ sức khỏe dinh dưỡng và đảm bảo cơ thể nhận được đủ lượng kẽm cần thiết để hoạt động hiệu quả suốt cả ngày. 3. Thực phẩm có hàm lượng natri cao. Thực phẩm có hàm lượng natri cao luôn được cảnh báo là có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người có vấn đề về huyết áp. Natri, khi tiêu thụ quá mức, có thể dẫn đến tình trạng giữ nước trong cơ thể, làm tăng khối lượng máu và áp lực lên thành mạch, từ đó gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng cao huyết áp. Cà phê, mặc dù mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo và cải thiện tâm trạng, nhưng nó cũng chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, đặc biệt là caffeine, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp. Nghiên cứu cho thấy rằng, uống từ 1 đến 3 tách cà phê mỗi ngày thường không gây ra tác động tiêu cực rõ rệt đến huyết áp đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều caffeine, chẳng hạn như uống nhiều hơn 3 tách cà phê mỗi ngày, có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đặc biệt là ở những người đã có sẵn tình trạng huyết áp cao. Khi bạn kết hợp cà phê với các thực phẩm giàu natri, bạn có thể vô tình tạo ra một đôi bạn đồng hành không lành mạnh cho huyết áp của mình. Natri và caffeine cùng nhau có thể làm tăng áp lực lên hệ tim mạch, dẫn đến nguy cơ cao hơn về các biến chứng liên quan đến huyết áp, chẳng hạn như đột quỵ hoặc bệnh tim mạch. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên uống cà phê, đặc biệt là nếu bạn thích uống nhiều hơn một tách mỗi ngày, hãy cẩn thận với lượng natri mà bạn tiêu thụ. Tốt nhất là nên giảm lượng thực phẩm có hàm lượng natri cao như đồ ăn nhanh, thức ăn đóng hộp hoặc thực phẩm chế biến sẵn trong chế độ ăn hàng ngày của bạn. Thay vào đó, hãy lựa chọn những thực phẩm tươi ngon, giàu chất xơ và ít natri để duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bằng cách điều chỉnh lượng natri và caffeine nạp vào cơ thể, bạn không chỉ tận hưởng được những lợi ích của cà phê mà còn duy trì được sức khỏe tim mạch ở trạng thái tốt nhất. Hãy nhớ rằng, việc cân bằng trong ăn uống và tiêu thụ đồ uống là chìa khóa để có một cơ thể khỏe mạnh và năng động. 4. Thịt đỏ. Thịt đỏ là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt nổi tiếng với hàm lượng sắt hem, loại sắt mà cơ thể con người dễ dàng hấp thụ nhất. Sắt hem có vai trò quan trọng trong việc hình thành hemoglobin, một protein trong hồng cầu giúp vận chuyển oxy khắp cơ thể. Vì thế, việc bổ sung thịt đỏ vào chế độ ăn là cần thiết để duy trì sức khỏe và ngăn ngừa thiếu máu. Tuy nhiên, một điều mà không phải ai cũng biết là việc uống cà phê trong hoặc ngay sau khi ăn thịt đỏ có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể một cách đáng kể. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng caffeine trong cà phê có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hấp thụ sắt tại ruột. Khi bạn kết hợp cà phê với các món ăn giàu sắt như bít tết, caffeine có thể ức chế sự hấp thụ sắt, hem, làm giảm lợi ích dinh dưỡng của thực phẩm này.
Cụ thể, một nghiên cứu đã kiểm tra tác động của cà phê lên nồng độ ferritin trong huyết thanh, một chỉ số cho thấy lượng sắt dự trữ trong cơ thể, và phát hiện ra rằng uống 3 tách cà phê trở lên mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể nồng độ sắt. Thực tế, nghiên cứu cho thấy khả năng hấp thụ sắt sau bữa ăn giảm khoảng 39% nếu bạn uống cà phê ngay sau khi ăn. Điều này có nghĩa là dù bạn có tiêu thụ một lượng lớn thịt đỏ, cơ thể cũng không thể tận dụng tối đa lượng sắt mà nó cung cấp nếu bạn uống cà phê cùng lúc. Để tối ưu hóa sự hấp thụ sắt từ thịt đỏ, hãy cố gắng tránh uống cà phê trong vòng 1 giờ trước và sau bữa ăn. Thay vào đó, hãy để dạ dày của bạn có thời gian hấp thụ chất dinh dưỡng trước khi thưởng thức một tách cà phê thơm ngon. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng cơ thể nhận được đầy đủ sắt từ thực phẩm và duy trì sức khỏe một cách tốt nhất. 5. Sữa. Sữa từ lâu đã được biết đến như một nguồn cung cấp canxi tuyệt vời, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì hệ xương chắc khỏe. Canxi không chỉ giúp xương và răng khỏe mạnh, mà còn hỗ trợ các chức năng quan trọng khác của cơ thể như co cơ, truyền tín hiệu thần kinh và điều hòa nhịp tim. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen thêm sữa vào cà phê mỗi sáng, có thể bạn đang vô tình làm giảm khả năng hấp thụ canxi từ sữa. Nghiên cứu đã cho thấy rằng caffeine trong cà phê có thể cản trở quá trình hấp thụ canxi tại ruột, dẫn đến việc cơ thể không nhận được đầy đủ lượng canxi cần thiết. Khi bạn kết hợp sữa với cà phê, sự tương tác giữa caffeine và canxi có thể làm giảm hiệu quả của canxi, gây ra tình trạng hấp thụ không đủ. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì thiếu canxi có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe xương, như loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương khi lớn tuổi. Vậy, làm thế nào để bạn vẫn có thể thưởng thức tách cà phê yêu thích mà không làm giảm lượng canxi hấp thụ? Một cách đơn giản là hãy tách thời gian uống cà phê và tiêu thụ các sản phẩm từ sữa. Nếu bạn vẫn muốn thêm sữa vào cà phê, hãy cân nhắc việc sử dụng các loại sữa thay thế có hàm lượng canxi cao và ít bị ảnh hưởng bởi caffeine như sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành tăng cường canxi. Bằng cách điều chỉnh thói quen uống cà phê, bạn không chỉ đảm bảo cơ thể hấp thụ đủ lượng canxi cần thiết mà còn duy trì sức khỏe xương khớp một cách tốt nhất. Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ trước khi pha một ly cà phê sữa để có thể tận hưởng cả hương vị lẫn lợi ích dinh dưỡng từ thức uống này. 6. Đồ chiên. Đồ chiên là món ăn hấp dẫn không thể chối từ với vị giòn tan và hương đậm đà, nhưng tiếc thay, nó lại là kẻ thù của sức khỏe tim mạch. Các món chiên rán thường chứa nhiều chất béo bão hòa và trans fat, hai loại chất béo có thể làm tăng mức cholesterol xấu LDL trong máu, đồng thời giảm mức cholesterol tốt HDL, dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch. Thêm vào đó, việc tiêu thụ nhiều cà phê mỗi ngày cũng có thể làm gia tăng nguy cơ rối loạn lipid máu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, uống từ 3 tách cà phê trở lên mỗi ngày có thể góp phần làm tăng mức cholesterol LDL, loại cholesterol xấu mà bạn không mong muốn vì nó có thể bám vào thành động mạch và gây ra các vấn đề nghiêm trọng như xơ vữa động mạch và bệnh tim. Đồng thời, caffeine cũng có thể làm giảm mức cholesterol HDL, loại cholesterol tốt, giúp bảo vệ tim mạch. Khi kết hợp đồ chiên với việc uống nhiều cà phê, bạn đang tạo ra một công thức tiềm ẩn nguy cơ cao cho sức khỏe tim mạch. Việc tiêu thụ cả hai cùng lúc không chỉ làm tăng lượng cholesterol xấu, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các vấn đề về mỡ máu, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Vì vậy, nếu bạn là người thường xuyên uống cà phê, đặc biệt là những người uống trên 3 tách mỗi ngày, hãy cân nhắc hạn chế các món chiên rán trong chế độ ăn uống hàng ngày. Thay vào đó, hãy lựa chọn những món ăn lành mạnh hơn, giàu chất xơ và ít chất béo bão hòa để bảo vệ sức khỏe tim mạch của mình. Việc duy trì một chế độ ăn uống cân đối và điều chỉnh thói quen tiêu thụ cà phê không chỉ giúp bạn tận hưởng hương vị của tách cà phê mà còn góp phần bảo vệ trái tim, giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và năng động. Hãy lựa chọn thông minh để giữ gìn sức khỏe tim mạch trong mỗi bữa ăn nhé. Quý vị thân mến, các bạn có biết rằng tách cà phê buổi sáng không chỉ đơn thuần là một thức uống giúp tỉnh táo, mà còn có thể trở thành một liều thuốc bổ cho sức khỏe nếu bạn biết cách kết hợp với các gia vị đặc biệt. Những gia vị tưởng chừng như quen thuộc trong gian bếp của bạn, như quế, gừng hay bột cacao, lại có khả năng tăng cường sức khỏe và mang lại những lợi ích bất ngờ khi được thêm vào cà phê.
Hãy cùng khám phá những điều thú vị và lợi ích tuyệt vời mà việc thêm gia vị vào tách cà phê buổi sáng có thể mang lại cho bạn nhé. Việc kết hợp cà phê với một số gia vị, collagen và các chất thay thế đường có thể giúp tăng cường sức khỏe và mang lại nhiều lợi ích khác. Nếu bạn muốn tăng lượng protein, hãy cân nhắc thêm collagen peptide vào cà phê của bạn. Collagen peptide là chuỗi axit amin có khả năng hấp thụ cao, được chiết xuất từ các nguồn động vật như thịt bò, thịt gia cầm và hải sản. Bạn có thể thêm collagen vào đồ uống nóng hoặc lạnh, như cà phê nóng hoặc đá. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ collagen peptide thường xuyên có thể cải thiện mật độ xương, sức khỏe khớp, tăng khối lượng cơ bắp cũng như cải thiện sức khỏe và vẻ ngoài của làn da. 1. Bột cacao. Bột cacao không chỉ là một nguyên liệu tạo nên hương vị đậm đà và thơm ngon cho tách cà phê của bạn, mà còn là một kho báu dinh dưỡng với vô số lợi ích cho sức khỏe. Được biết đến với hàm lượng phong phú các hợp chất bảo vệ thực vật, bột cacao đặc biệt chứa nhiều flavonoid, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ như catechin, anthocyanin và proanthocyanidin. Những flavonoid này có khả năng giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra và hỗ trợ chức năng tim mạch, giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh. Ngoài ra, bột cacao còn chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác như magie và kali, hai khoáng chất quan trọng trong việc điều chỉnh huyết áp. Magie giúp thư giãn các mạch máu, trong khi kali đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó hỗ trợ huyết áp ổn định. Với những lợi ích này, việc thêm một chút bột cacao vào cà phê không chỉ mang lại hương vị thơm ngon, mà còn là một cách thông minh để bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn mỗi ngày. 2. Củ gừng. Củ gừng, một loại gia vị quen thuộc trong nhiều nền ẩm thực, không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn, mà còn sở hữu nhiều công dụng chữa bệnh tuyệt vời. Gừng chứa hơn 100 hợp chất hoạt động, trong đó nổi bật nhất là sorghaols, gingerols và paradols, những thành phần có đặc tính tăng cường sức khỏe vô cùng mạnh mẽ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ gừng đều đặn có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Gừng có khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện lipid máu và kiểm soát huyết áp, giúp giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái cân bằng. Hơn nữa, gừng nổi bật với tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm thiểu viêm nhiễm trong cơ thể, một yếu tố nguy cơ chính dẫn đến nhiều bệnh mãn tính. Nhờ những đặc tính này, việc thường xuyên thêm gừng vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến viêm nhiễm, chẳng hạn như tiểu đường loại 2, bệnh tim và thậm chí là một số loại ung thư. Thưởng thức gừng không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, mà còn là một cách hiệu quả để bảo vệ cơ thể khỏi những căn bệnh nguy hiểm. 3. Quế. Quế, với hương thơm ấm áp và vị cay nồng, là một sự bổ sung tuyệt vời cho tách cà phê của bạn, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo với vị đậm đà, hơi đắng của cà phê. Chỉ cần thêm một chút quế, bạn không chỉ làm tăng hương vị mà còn có thể giảm lượng đường sử dụng nhờ khả năng tự nhiên của quế trong việc làm ngọt nhẹ nhàng. Điều này đặc biệt hữu ích cho những ai đang muốn cắt giảm lượng đường mà vẫn thưởng thức được tách cà phê thơm ngon. Hơn nữa, quế không chỉ giúp tăng hương vị mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nghiên cứu đã chứng minh rằng quế có khả năng thúc đẩy lượng đường trong máu ở mức ổn định, đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Ngoài ra, quế còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ như coumarin, acid cinnamic, eugenol và cinnamaldehyde. Những hợp chất này không chỉ giúp giảm viêm mà còn tăng cường khả năng chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, hỗ trợ sức khỏe tổng thể một cách hiệu quả. Thêm quế vào cà phê không chỉ là một cách để làm mới hương vị, mà còn là một lựa chọn thông minh cho sức khỏe của bạn. 4. Chất làm ngọt trái cây. Măng măng, hay còn được biết đến với tên gọi Luhango, là một chất làm ngọt tự nhiên có nguồn gốc từ quả của cây Serratia grosvenori. Điều đặc biệt về măng là nó có độ ngọt gấp 300 lần so với đường sucrose thông thường, nhưng lại không chứa calo, khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm lượng calo và đường trong chế độ ăn uống mà không làm mất đi hương vị ngọt ngào. Măng không chỉ có vị ngọt vượt trội mà còn an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người cần kiểm soát lượng đường trong máu. Vì không làm tăng lượng đường trong máu, măng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc những ai đang theo đuổi một lối sống lành mạnh. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã công nhận măng
là an toàn để sử dụng trong thực phẩm. Nghĩa là bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng chất làm ngọt này trong cà phê và các món ăn khác. Thay vì sử dụng đường thông thường, bạn có thể thêm monk vào tách cà phê buổi sáng để vừa giữ được vị ngọt tự nhiên, vừa không lo lắng về lượng calo và tác động tiêu cực đến sức khỏe. Quý vị thân mến, để tận dụng tối đa những lợi ích mà cà phê mang lại, việc uống cà phê đúng thời điểm với liều lượng hợp lý và kết hợp cùng những nguyên liệu lành mạnh là điều vô cùng quan trọng. Cà phê không chỉ là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress, oxy hóa và viêm nhiễm, mà còn chứa caffeine, một chất kích thích tự nhiên có thể cải thiện sự tỉnh táo, khả năng tập trung và chức năng nhận thức. Hơn nữa, caffeine còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy chất béo hiệu quả hơn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, để thực sự hưởng lợi từ những đặc tính tuyệt vời này của cà phê, việc uống đúng cách là điều cần được chú trọng. Không chỉ cần lưu ý về thời gian và liều lượng, mà việc chọn lựa các nguyên liệu đi kèm như quế, gừng, bột cacao hay chất làm ngọt trái cây mong cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa lợi ích sức khỏe từ tách cà phê hàng ngày. Hãy cùng khám phá cách uống cà phê một cách khoa học và thông minh để không chỉ thưởng thức mà còn nâng cao sức khỏe của bạn mỗi ngày. 1. Thời điểm uống cà phê phù hợp. Uống cà phê đúng thời điểm giúp tối ưu hóa lợi ích và tránh tác dụng phụ như mất ngủ. Khoảng 9:30 đến 11:30 sáng là thời gian lý tưởng, khi mức cortisol tự nhiên, hormone giúp tỉnh táo, đang giảm. Uống cà phê lúc này giúp tăng cường năng lượng và tập trung tốt hơn. Caffeine cũng nâng cao hiệu suất tập luyện. Vì vậy, hãy uống cà phê khoảng 30 phút trước khi tập. Để không ảnh hưởng đến giấc ngủ, hãy uống cà phê ít nhất 8 đến 9 giờ trước khi đi ngủ, với liều lượng hợp lý để duy trì tỉnh táo mà không gây rối loạn giấc ngủ. 2. Ưu tiên cà phê đen. Cà phê đen là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe nhờ hàm lượng calo thấp và không chứa đường hay chất béo. Loại cà phê này giúp bạn tận dụng tối đa các chất chống oxy hóa mà không cần lo lắng về lượng calo dư thừa. Nếu bạn thường uống cà phê với sữa, hãy chọn các loại sữa ít béo hoặc sữa thực vật ít đường như sữa hạnh nhân hay sữa óc chó để giữ cho tách cà phê của bạn vừa thơm ngon vừa tốt cho sức khỏe. 3. Chọn cà phê nóng thay vì cà phê lạnh. Mặc dù cà phê lạnh mang lại cảm giác sảng khoái, đặc biệt trong những ngày nóng bức, nhưng nó thường chứa nhiều đường và kem, làm giảm lợi ích sức khỏe. Cà phê ủ lạnh cũng thường có nồng độ caffeine cao hơn, dễ gây ảnh hưởng đến người nhạy cảm với caffeine. Ngược lại, cà phê nóng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn, và khi uống một tách cà phê nóng pha trực tiếp từ hạt, bạn có thể giảm đáng kể mức độ mệt mỏi và căng thẳng, giúp tinh thần tỉnh táo hơn. 4. Thêm dầu dừa. Thêm dầu dừa vào cà phê không chỉ làm cho thức uống thêm ngon mà còn tăng cường lợi ích sức khỏe. Dầu dừa hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng tốc độ trao đổi chất và cung cấp năng lượng nhanh chóng. Đặc biệt, dầu dừa chứa MCT, Medium Chain Triglyceride, một loại chất béo có khả năng giảm mỡ cơ thể và ức chế cảm giác thèm ăn, giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn. 5. Chú ý đến hàm lượng đường. Đường có thể làm dịu vị đắng của cà phê nhưng lại không tốt cho sức khỏe tổng thể. Để duy trì một chế độ uống lành mạnh, nên hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn đường trong cà phê. Nếu bạn không quen với hương vị tự nhiên của cà phê, hãy thử các chất làm ngọt thay thế như thảo dược, vừa giữ được hương vị mà vẫn giảm lượng calo trong thức uống, giúp bạn bảo vệ sức khỏe hiệu quả hơn. 6. Uống cà phê điều độ. Dù cà phê mang lại nhiều lợi ích, nhưng tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể dẫn đến những rủi ro không mong muốn. Uống quá nhiều cà phê có thể gây ra các tác dụng phụ như bồn chồn, tăng nhịp tim và rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, những người nhạy cảm với caffeine có thể cảm thấy lo lắng hoặc đánh trống ngực ngay cả khi chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ. Liều lượng caffeine an toàn và phù hợp có thể khác nhau tùy từng người. Theo khuyến cáo của FDA, người lớn khỏe mạnh nên giới hạn ở mức 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương với 4-5 tách cà phê. Tuy nhiên, những người mắc bệnh lý tiềm ẩn hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống cà phê để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Quý vị thân mến, sau khi đã hiểu về việc uống cà phê điều độ và chú ý đến các yếu tố như hàm lượng đường, việc lựa chọn cà phê đen là một bước đi thông minh cho sức khỏe. Uống cà phê đen nguyên chất,
không thêm kem, sữa hay chất làm ngọt, không chỉ giúp bạn tỉnh táo và sảng khoái vào buổi sáng, mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Thường xuyên uống khoảng 3-4 tách cà phê đen mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm cân, phòng ngừa các bệnh nguy hiểm như ung thư, xơ gan và giúp bảo vệ hệ thần kinh khỏi tình trạng suy giảm theo thời gian. Bằng cách lựa chọn cà phê đen, bạn vừa tối ưu hóa tác dụng của caffeine, vừa hạn chế những tác nhân có thể gây hại từ các thành phần phụ khác. 1. Cung cấp dinh dưỡng. Cà phê đen là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, nó còn cung cấp các vitamin quan trọng như B2, riboflavin và B3, niacin, cùng với các khoáng chất thiết yếu như magie, kali và natri. Những khoáng chất này không chỉ hỗ trợ chức năng cơ bản của cơ thể, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch và cân bằng điện giải. Đặc biệt, cà phê đen chứa polyphenol và acid lorogenic, hai hợp chất thực vật, có lợi giúp giảm viêm và ổn định lượng đường trong máu, góp phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. 2. Phòng thoái hóa thần kinh. Cà phê không chỉ là một thức uống giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng, mà còn là một đồng minh mạnh mẽ trong việc bảo vệ não bộ. Nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Y Nam Kinh, Trung Quốc đã cho thấy rằng caffeine trong cà phê có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Qua phân tích từ 11 nghiên cứu với sự tham gia của khoảng 29.000 người, các nhà khoa học phát hiện rằng những người uống từ 3-4 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc Alzheimer thấp hơn đáng kể. Không chỉ vậy, cà phê còn có khả năng bảo vệ chống lại sự tiến triển của bệnh Parkinson, một bệnh thoái hóa thần kinh khác, nhờ vào tác động tích cực của caffeine và các hợp chất khác trong cà phê. 3. Phòng xơ gan. Cà phê còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan khỏi các bệnh mãn tính như xơ gan. Nghiên cứu từ Đại học Khoa học Y tế Arkansas, Mỹ vào năm 2018 đã chỉ ra rằng uống 4 tách cà phê mỗi ngày, tương đương 960ml, có thể giảm nguy cơ mắc xơ gan, một bệnh gan giai đoạn cuối đặc trưng bởi tình trạng xơ hóa, so với những người không uống cà phê. Điều này cho thấy cà phê không chỉ có lợi cho não bộ mà còn bảo vệ sức khỏe gan một cách hiệu quả. 4. Giảm cân. Uống cà phê đen đều đặn cũng có thể hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng. Acid chlorogenic trong cà phê đen có khả năng làm chậm quá trình sản xuất glucose trong cơ thể, từ đó hạn chế việc hình thành tế bào mỡ mới. Thêm vào đó, cà phê đen không chứa calo, giúp duy trì cân nặng lý tưởng mà không cần lo lắng về việc nạp thêm năng lượng thừa. Cà phê còn kích thích quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, làm tăng hiệu quả của chế độ ăn kiêng và tập luyện. 5. Tăng hiệu suất tập luyện. Một tách cà phê đen trước khi bước vào phòng gym có thể là chìa khóa để nâng cao hiệu suất tập luyện của bạn. Caffeine trong cà phê giúp giảm cảm giác mệt mỏi, cải thiện sự tập trung và tăng sức bền trong các hoạt động thể chất. Nhờ vào tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, cà phê giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và sẵn sàng hơn cho các buổi tập luyện, từ đó đạt được kết quả tốt hơn. 6. Giảm nguy cơ tiểu đường. Uống cà phê thường xuyên cũng được liên kết với việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2. Hàm lượng caffeine và acid chlorogenic trong cà phê giúp điều chỉnh đường huyết và ngăn chặn sự tăng vọt của insulin, yếu tố nguy cơ chính dẫn đến tiểu đường. Việc uống cà phê đều đặn có thể là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả để giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức ổn định. 7. Cải thiện tâm trạng. Caffeine là một chất kích thích thần kinh mạnh mẽ giúp giảm nguy cơ trầm cảm và cải thiện tâm trạng. Uống một tách cà phê đen vào buổi sáng không chỉ giúp bạn khởi đầu ngày mới với sự tỉnh táo, mà còn mang lại cảm giác vui vẻ và sảng khoái. Caffeine tác động đến não bộ, kích thích sản xuất các hormone hạnh phúc như dopamine và serotonin, từ đó giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác tích cực. 8. Hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Người uống cà phê đen thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, đại trực tràng và gan. Chất chống oxy hóa trong cà phê đen đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do có hại, nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển của ung thư. Mặc dù cà phê đen chứa nhiều caffeine, có thể gây rối loạn giấc ngủ và táo bón nếu tiêu thụ quá mức, nhưng khi uống đúng liều lượng, khoảng 3-4 tách mỗi ngày hoặc ít hơn, bạn có thể tận hưởng những lợi ích bảo vệ sức khỏe mà cà phê mang lại
mà không lo ngại về các tác dụng phụ. Hãy nhớ tránh uống cà phê vào buổi tối để đảm bảo giấc ngủ ngon và luôn chú ý đến sự nhạy cảm của cơ thể đối với caffeine để điều chỉnh lượng tiêu thụ phù hợp. Quý vị thân mến, nếu bạn là người yêu thích cà phê và đang tìm kiếm cách giảm cân hiệu quả, thì việc điều chỉnh thói quen uống cà phê của mình có thể mang lại những kết quả đáng ngạc nhiên. Một nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard, Hoa Kỳ đã phát hiện rằng việc thưởng thức 4 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm khoảng 4% lượng mỡ trong cơ thể sau 24 tuần. Nghiên cứu này được thực hiện trên 126 người trưởng thành thừa cân, không nhạy cảm với insulin, và cho thấy rằng việc uống cà phê đều đặn có thể giúp giảm mỡ cơ thể một cách khiêm tốn nhưng đáng kể, góp phần vào việc giảm cân tổng thể. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị rằng để tối ưu hóa quá trình giảm cân, bạn nên tiêu thụ khoảng 200-400mg caffeine mỗi ngày, tương đương với 2-5 cốc cà phê, tùy thuộc vào kích thước cơ thể của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là bạn nên tránh thêm kem, sữa nguyên chất hoặc đường vào cà phê, vì những phụ gia này có thể bù đắp lượng calo mà cà phê giúp bạn đốt cháy. Thực tế, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng cho thấy rằng mặc dù một tách cà phê mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm cân, nhưng chỉ cần thêm một thìa cà phê đường thì lợi ích này có thể bị mất đi. Cà phê hỗ trợ giảm cân qua nhiều cơ chế khác nhau. Caffeine trong cà phê có tác dụng sinh nhiệt, giúp tăng tốc độ trao đổi chất và đốt cháy nhiều calo hơn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê có thể giúp giảm chỉ số BMA, trọng lượng cơ thể và lượng mỡ trong cơ thể, đồng thời giảm cảm giác thèm ăn và cắt giảm lượng calo tiêu thụ. Uống cà phê trước bữa ăn cũng có thể giúp bạn ăn ít hơn trong bữa tiếp theo, ngay cả khi bạn uống cà phê tối đa 4 giờ trước đó. Ngoài ra, cà phê chứa acid chlorogenic, một hợp chất được chứng minh là làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, hỗ trợ hiệu quả quá trình giảm cân. Tuy nhiên, để đảm bảo cà phê thực sự hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn, hãy tránh xa các loại siro có đường, chất làm ngọt nhân tạo và kem làm ngọt, vì chúng có thể nhanh chóng biến tách cà phê của bạn thành một nguồn calo không mong muốn. Uống cà phê khi bụng đói có hại không? Sau khi đã khám phá những lợi ích và cách thức uống cà phê đúng cách, bạn có thể thắc mắc liệu việc uống cà phê khi bụng đói có gây hại gì không? Thực tế, đối với hầu hết mọi người, uống cà phê khi bụng đói không gây ra vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, với những người nhạy cảm, việc này có thể dẫn đến một số cảm giác khó chịu như chứng khó tiêu hoặc cảm giác cồn cào trong dạ dày. Theo tiến sĩ Bonnie Jordberg, một chuyên gia dinh dưỡng và phó giáo sư y học tại Đại học Colorado at Schultz, uống cà phê khi bụng đói chỉ làm tăng nhẹ lượng axit trong dạ dày. Điều này có thể gây ra cảm giác khó chịu ở một số người, nhưng không phải là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên cảm thấy khó chịu khi uống cà phê lúc chưa ăn gì, có lẽ nên cân nhắc việc ăn một chút trước khi thưởng thức tách cà phê của mình. Caffeine trong cà phê có thể gây ra một số tác động lên hệ tiêu hóa, chẳng hạn như làm giãn cơ vòng thực quản dưới, cửa nối giữa thực quản và dạ dày, khiến axit dạ dày dễ trào ngược lên thực quản, gây ra cảm giác ợ nóng. Ngoài ra, caffeine còn kích thích sản xuất axit dạ dày, điều này có thể dẫn đến tình trạng trào ngược hoặc khó chịu ở một số người. Tuy nhiên, đối với đa số, những vấn đề này thường không quá nghiêm trọng và có thể được kiểm soát bằng cách ăn nhẹ trước khi uống cà phê. Mặc dù cà phê có thể gây ra một số tác động nhẹ lên đường tiêu hóa như tăng nhu cầu đi tiểu hoặc kích thích ruột, nhưng nhìn chung, nó không gây ra nguy hiểm khi uống lúc bụng đói. Thực tế, một phân tích tổng hợp vào năm 2014 không tìm thấy mối liên quan đáng kể nào giữa việc uống cà phê và nguy cơ mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, một nguyên nhân chính gây trào ngược axit mãn tính. Vì vậy, trừ khi bạn là người cực kỳ nhạy cảm với caffeine, việc uống cà phê khi bụng đói có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng vẫn nên cân nhắc tùy vào cách cơ thể bạn phản ứng. Uống cà phê không gây loét dạ dày hay tổn hại hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải các triệu chứng khó chịu như trào ngược axit hoặc đau dạ dày sau khi uống cà phê, việc kiểm soát cách uống có thể giúp giảm thiểu những tác động không mong muốn này. Các chuyên gia khuyến nghị rằng, nếu bạn dễ bị trào ngược axit hoặc có dạ dày nhạy cảm,
hãy ăn nhẹ trước khi uống cà phê để giảm độ axit trong dạ dày. Trong trường hợp bạn không có thời gian ăn sáng, bạn có thể thử các biện pháp như thêm sữa hoặc kem vào cà phê để làm dịu độ axit. Nếu vẫn cảm thấy bồn chồn hoặc khó chịu, hãy cân nhắc giảm lượng cà phê tiêu thụ hoặc chuyển sang loại cà phê không chứa caffeine. Nhìn chung, uống cà phê khi bụng đói thường không gây ra vấn đề lớn. Nhưng nếu sau khi đã thử các biện pháp điều chỉnh mà bạn vẫn gặp phải khó chịu, có lẽ nên cân nhắc tạm dừng uống cà phê hoặc điều chỉnh thói quen uống của mình để bảo vệ hệ tiêu hóa. Bã cà phê có thể giúp ngăn ngừa rối loạn thần kinh. Thật bất ngờ, bã cà phê, thứ thường bị bỏ đi sau khi pha cà phê, lại có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe não bộ. Theo nghiên cứu từ Đại học Texas ở El Paso, Hoa Kỳ, bã cà phê chứa các lượng tử carbon, acid caffeic có khả năng bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do các bệnh thoái hóa thần kinh gây ra, chẳng hạn như Alzheimer và Parkinson. Nghiên cứu này được công bố chi tiết trên tạp chí Nghiên cứu Môi trường của Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng các hợp chất trong bã cà phê có khả năng loại bỏ các gốc tự do và ức chế sự hình thành các mảnh protein amyloid, một yếu tố chính trong sự phát triển của bệnh Alzheimer. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã phát hiện rằng acid caffeic, một hợp chất polyphenol có trong bã cà phê, có thể xuyên qua hàng rào máu não và tác động trực tiếp lên các tế bào thần kinh, giúp bảo vệ chúng khỏi tổn thương mà không gây ra tác dụng phụ đáng kể. Điều thú vị là quá trình chiết xuất acid caffeic từ bã cà phê được thực hiện theo phương pháp hóa học xanh, thân thiện với môi trường. Trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã nấu bã cà phê ở nhiệt độ 200 độ C trong 4 giờ để định hướng lại cấu trúc carbon của acid caffeic và tạo ra các lượng tử carbon bon, một dạng hợp chất có tiềm năng lớn trong việc điều trị các rối loạn thoái hóa thần kinh. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng, để ngăn chặn các bệnh thoái hóa thần kinh trước khi chúng tiến triển đến giai đoạn lâm sàng, cần phải có những phương pháp điều trị hiệu quả, như việc sử dụng bã cà phê chứa CACQD. Một khi bệnh đã tiến triển, việc điều trị trở nên khó khăn hơn và chỉ có thể giúp kiểm soát triệu chứng chứ không thể đảo ngược quá trình. Kết quả này không chỉ mở ra một hướng đi mới trong nghiên cứu y học mà còn nhấn mạnh giá trị tiềm năng của những thứ tưởng chừng như vô dụng như bã cà phê. Bằng cách tận dụng những hợp chất có sẵn trong tự nhiên, chúng ta có thể tiến gần hơn đến việc tìm ra những giải pháp bền vững và hiệu quả cho các vấn đề sức khỏe toàn cầu. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video này. Hy vọng những thông tin chia sẻ sẽ hữu ích cho quý vị trong việc nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.